Ăn tin nghèo lắm gì. Ba ngồi trước ông tuổi sống rồi. Ăn tin à, kính chào quý vị khán giả. Thì lâu quá rồi em mới qua thăm cô Lượm và em Sang ha. Rồi hôm nay cô Lượm đi đâu hả? Nói anh nghe coi. Dạ đi hát. Đi hát hả? Tàu tính hát bài gì vậy? Bà tao làm gió với bà Biển Trình với bà Lâu Tà Tình Nói hả bà? Ờ hai bài rồi anh Sang rồi. Anh Sang không biết cái đoạn rồi. Vậy anh đi về lấy cái đoạn rồi. Lấy cái đoạn hả? Rồi không rồi anh hello. Từ giờ anh vô đó làm gì vậy? Đây kịch hát, tập trước kịch bản. Tập trước kịch bản hả? Rồi kịch bản gì mà đậu lá thật. Kịch bản gì mất tim. Kịch bản gì ngộ hả? Kịch bản gì? Hai anh em tập kịch bản gì mà đậu lá hả? Kịch bản là nhất là em á, kịch bản là cũng là mình diễn cho nó thật thà. Diễn thật thà hả? Diễn rất là dũng cảm. Rồi sao giống diễn vụ quán mà ngu rồi đậu nước lá đi tìm thuộc quanh quá vậy? Đâu phải đâu. Chứ sao mà đậu nước lá? Hả? Đây đi ăn chân. Rồi hai anh em hổng gầy vui không? Vui. Quá vui luôn. Vui hả? Rồi anh hỏi thiệt, đi đâu? Phải. Đi về không? Em đi đâu? Em đi đâu? Đi hát hả? Phải. Đi đâu? Em đi nói rằng anh hỏi thiệt là đi đâu? Mà đâu có lá. Hả? Đi hát. Thì sao mà đâu có lá? Mà đi không? Cái gì? Ăn chân nè. Đóng vai ăn xin hả? Dạ. Đi hát và đóng vai ăn xin hả? Dạ nghèo khổ không có tiền. Sao không tiền? Cái này hết thời hả? Đi cá đậu hết tiền rồi. Được. Ông đi cá đậu, ông đi lắp tài kiểu hết tiền rồi. Cho nên mới dịnh lắm. Ông đi hát. Còn bây giờ đi hát kiếm tiền. Lắp một cua hát là kiếm tiền. Rồi lắp một cua hát kiếm tiền. Rồi lắp tài kiểu cũng hát kiếm tiền nữa. Rồi. Cá đậu đá banh cũng bắt hát kiếm tiền. Vậy hả? Đúng. Thiệt quá hả? Đúng. Qua bữa nào đi hát bài rồi. Hát bài gì hả? Phố đêm lâu là tình ái, bài là được chưa đứa cũ với bài là qua nãy giờ đêm. Qua nãy giờ đêm hả? Không phải, không phải, bài đêm mưa tình lẻ nữa. Đêm mưa tình lẻ nữa. Gì hả? Mưa tình cũng lẻ. Rồi hai anh em luyện lâu chưa? Luyện cũng hơn năm. Rồi hai anh em tính hát bài gì? Cho đêm gió. Để coi được không, muốn tính chứ. Rồi, vô. Trăng anh trăng về giận. Xe nhấp, hát lại. Xe nhấp cái. Lại nha. Vô. Trăng âm trăng bờ dần. Mình trăng canh nào mai làm cô dâu. Người ta trăng trăng là ăn kinh. Này đêm ngất. Bài trai anh đang ca sĩ gì, chuẩn bị đi hát mà không thuộc ha, bây giờ xé nháp làm lại nhìn luôn đi. Trời. đưa hai thằng nhìn âm cần phía dần cây trắng canh cầu mà làm cầu dâu người ta trăng trăng là phương trong là người thầm thầm là nhiều hơn anh đâu bài trai làm lắm trai tròn làm sao lo lắng được em đó về ta về rồi mới sớm đưa em mà còn tương lai mới hay bên nước đột trong mà đẹp ngất ngày mai em bên qua cầu ngày mang nói với ngày anh hao trời làm gì đấy con chuyện trang bên người ta dòng trong với người quen duyên tình ai trắng trời trăm bờ được em giờ trộm lo với ai rồi anh không mình ơi tại tốn phận mình thôi đêm rồi đi cao buồn làm gì
hồi hết bên nhau rồi, cố gắng cho ai nói mình khổ thôi. Cánh bên làng tôi còn nỗi đau, anh nghèo bảo tôi đủ. Bạn đã quan tâm và chăm sóc, mà mang nỗi đau có đứa đời đời anh mắng người đã lâu rồi. Rồi sao? Mà đi hát mà đem cái nón lá theo, giờ tôi hỏi nè, sao hát mà đem nón lá theo kì vậy? Anh Tinh. Anh Tinh. Mọi người là Tinh. Anh Tinh. Anh Tinh. Nghèo lắm. Gì? Bán hồi trước ông đuổi sống là Anh Tinh. Rồi bán hồi tiếng. Thiệt luôn hả? Sao khổ vậy? Hả? Hả? Bà con đủ khổ bà con ơi. Ừ. Có ai thấy ca sĩ thuộc anh thế đâu? Ừ. Đây là tôi báo chúng tôi khổ quá rồi Anh Tinh. Bây giờ tôi hát một bài nữa. Giờ đau mơ đã lâu rồi, tôi rơi chết tôi nơ rồi chín dưới có hạnh mệnh mang trường ơi. Em tôi còn sống nữa, anh đã đi đường trời nào. Ngày kia đã, con đang điều nào. Vì cho con đường lỡ lên, mấy năm qua rồi. Em không dặn nữa, ba lưu không dặn nữa. Em chân chán nên khờ, dài mình đêm buồn. Mơ cho tình đêm mơ tìm mình trên đường. Hai nhân được nghe. Ừ. Chưa? Vô lại, vô lại. Lá mày quá. Dạ. Mày quay nha, dạ. Không giỡn nha. Không mày giỡn hả? Ừ. Đã lâu rồi, con đứa rắn đôi nơ trụ chim chưa còn ngày mạnh. Má trường ơi, em tôi còn không nỡ ngay trả đứa trường đôi nào. Ngày kia là, cho em đến dù ngào đi, cho con đường lỡ lên. Mấy năm qua rồi, em cầm dầm ngơ, ta yêu khuyên giảng ngơ, em chân chấm lên ngơ. Là mình đêm buồn, không nói nên câu trả lời. Mà anh mong làm sao cho tình duyên ngồng ngàn ba theo năm tháng khóc qua màu. Khiên cái gì? Khiên hỏi kỹ đi đó, là cầm cái nón lá theo làm cái gì? Hả? Khiên hả? Cầm nón lá làm gì? Đi ra ngoài. Đi ngoài hả? Đi ngoài thì sao mà nón lá bỏ vậy? Phải cầm lên thẳng đàng hoàng chứ. Sao? Trời ơi, cái bản này chắc thầy đó ha. Hả? Cho tôi điên đầu luôn á, cô lắm. Trong trong trầu con cứ nó cắn con cứu. Chứ gì sao? Chứ gì sao? Chứ gì sao? Thôi khỏi đặng đi. Cần... Rồi hổng gầy hết thờ buồn không? Buồn. Buồn ha? Sao buồn nói nghe coi. Buồn ngớ băng ngớ bớt tiền ngớ bớt tiền. Nhớ bớt tiền rồi sao kỳ vậy? Dịnh đó. Hả? Để tiền rồi nhớ bớt tiền rồi. Bớt tiền hết tóc ngắn luôn rồi. Nào. Bớt tiền hết cái tóc ngắn luôn rồi. Dạ. Nào. Sao kỳ vậy? Bỏ cô lượm luôn. Bỏ cô lượm rồi. À thì tao đi. Bây giờ cầm nón lá luôn hả? Dạ. Từ giờ có cắt nào chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa. Muốn ăn mở hàng không? Muốn. Mở hàng buồn không? Mở hàng vui. Mở hàng vui phải không? Rồi. Mở hàng bán nha. Buôn bán bán hủ tiếu chai giới phải không? À, có người ớt. Rồi. Rồi. Thì nếu quý vị khán giả thì cũng lâu rồi quý vị khán giả. Em mới qua thăm Sang với cô lượm. Cái này mang hình thức là gọi là giải trí hơn quý vị khán giả. Chứ mình không có ám chỉ cô lượm hay gì ấy gì nha.
để làm cho quý vị khán giả được vui ha. Thì đây gỡ hai đứa ha, cái này hai đứa nha chứ không phải mình em nha. Dạ. À, chia ra xài ha. Tại lâu lắm mà cũng mới qua đây quý vị khán giả, lúc xưa thì cô Lượm kẻ đón người đưa ha. Bây giờ cô Lượm hết thời rồi. Thì bây giờ thôi thì dầu gì lâu cũng qua thăm sang thì bây giờ vết thương đau không sao? Dạ, dạ không anh ơi. Không đỡ à. Im anh ơi. À, hết ha. Rồi cái nãy nghe em nói là thời gian bao lâu nữa em mới đi làm? Dạ chắc qua Tết quá. Qua Tết hả? Dạ. À, rồi nè, rồi gửi cho chú cầm nón lá. Học chia cho anh Sang nha. Dạ. Rồi, rồi nữa. Ba chào khán giả luôn. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều nha. Thì clip này em cũng nhắc lại cái mang cái hình thức là giải trí thôi nha, chứ mình không có ý gì với hai em nói hay quý vị khán giả. Còn nữa chúc quý vị khán giả một ngày vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, luôn mạnh phát tài. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.